Ok, xin chào các bạn đã trở lại với channel Nhà Cố Mỹ. Hiện giờ mình đang có mặt trong văn phòng của Custom Home Investment cùng với anh Dan. Ngày hôm nay thì muốn ra ngoài không cho nó ồn lắm. Ừ, xíu sẽ đi ngoài. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh Dan hiện giờ đang bận. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những cái chuyện sắp tới hả anh Dan? Hôm nay sẽ nói gì? Đây mình sắp đi chờ xíu. Tức là trong tương lai thì channel sẽ đẩy mạnh, mình với anh Dan sẽ đẩy mạnh đi qua những cái thành phố khác lân cận. Thí dụ như là có thể như là Mountain House, Tracy, Palo Alto, Mountain View, Hayward, San Leandro, San Lorenzo. Hay là thậm chí đi xa hơn, có thể đi tới Marin luôn anh, hay tới đó luôn á. Hay là Petaluma, hoặc là đi xuống hướng Nam về phía của Morgan Hill, Gilroy, Hollister. Chào nói chuyện cho nó đỡ ồn. Ok, để em quá. Thì Dan uống gọi em qua đi. Nhân cái thông tin này kêu gọi các bạn nào. Đây, khoan để em coi. Rồi, đây là một thoải mái nè. Chuyện khó. Ồ, oh, đẹp quá vậy. Hãy lên, giờ cùng lên chút, hơi cắt cái đầu một xíu. Rồi, đẹp rồi đó. Rồi, thôi Dan nói đi. Em chẳng biết Dan tính nói gì. Ơi các bạn ơi, bây giờ mình trong mấy tuần tới hay là mấy tháng tới gì đó mình sẽ đi mấy cái thành phố để mình quay từ cái những cái căn nhà đang cho bán ở trong thành phố đó, cũng như là Sacramento, những thành phố sau đây: Sacramento, Stockton, có thể là Discover Bay dùng miền Bắc á. Discover Bay nghe nói cũng nổi tiếng lắm đó nha. Đây, đẹp. Discover Bay, Mountain House, về phía đó, nếu bạn ở dùng phía đó, dùng về phía miền Bắc á, ý miền đông á, Brentwood, ai muốn Tracy, ăn chơi Brentwood, Livermore, mà bạn là về bất động làm bằng nghề bất động sản, hay là gì bán nhà, hay là bạn yêu mến bất động sản vậy đó, muốn cho mình xin làm quen để mình có cơ hội để lợi chỗ đó và dẫn đi. Nếu mà không ai dùng đó thì mình phải tìm người nào khác dẫn mình đi. Nói chung là real to là càng tốt, càng có chìa khóa mở cửa. Nó có chìa khóa mở cửa vô coi nhà càng tốt. Sau đó rồi những vùng sau đây như là thành phố Fresno, mình gần Gilroy, Hollister có cũng được, tại mình cũng muốn tới dưới khu Gilroy, Hollister. Đây là tất cả những bang Cali đó nha. Big chính giữa luôn, chính Central California luôn, Bakersfield. Nếu không chắc chuyện nào cũng hay đó. nhưng mà tới đó sợ mình sẽ mà chỗ nữa là mình sẽ tới quận Cam, quận ở dưới Los, trong rất gần đây. Nếu bạn ở dưới đó, mình ở những thành phố nào mà bán nhà hay gì đó, hay là khu dưới, làm ơn cho mình làm quen nha, để mình email về Nhà Cửa Mỹ, Nhà Cửa Mỹ 2021@gmail.com, để cho mình được làm quen, và mình muộn xuống dưới mình phải tư để mình dẫn mình đi vòng vòng coi mấy cái nhà ở dưới. Mình muốn đem lại cho cộng đồng thấy những cái nhà nó dùng đó giá cả bao nhiêu, rồi tiền mướn là bao nhiêu vòng vòng đó. Nếu mà bạn có biết thì rất là tốt. Không thôi thì mình cũng, nếu mà không có thì mình phải tự làm một research thì mệt hơn chút xíu, hơi lâu hơn chút xíu. Cái đó là định trong vòng từ đây đến cuối năm sẽ đi hết, mình sẽ định là đi hết California luôn, tiểu bang Cali. Bây giờ bắt đầu kết nối vòng tay Việt rồi đó các bạn, tạo cái gọi là cái hệ sinh thái như mình với anh Dan nói. Bây giờ mấy hôm nay mình mới đi vòng vòng ở đây gần đây thôi. Đến đây thì thị trường này mình biết rằng như là Oakland hay là San Francisco hay gì đó, có thể từng tới đây mình sẽ đi qua như là Palo Alto, thăm nhà của Zuckerberg. Thăm thôi chứ tao cho vô đâu. Bay tròn lên đầu bay nhà được không ta? Không được đâu. Nhưng mà tới đó Palo Alto, có thể là tới những thành phố như Menlo Park, Hillsboro, Atherton, rồi mình có thể đi ngang mình quay mấy cái nhà cộng đồng. Nhưng mà sau mấy tuần nữa mình sẽ đi vô đó, tại nghỉ bây giờ mình sẽ không bay đâu, mình sẽ đi lái xe, tại vì mình cũng vẫn còn sợ dịch. Bởi vì mình lái xe. Mấy cái đó gần mà, mấy đang Bali thì thôi, đang Bali lái cũng được. Tại mình đi trên đường, mình đi xuống cái đường từ ở Bắc, từ miền Bắc Cali và mình xuống Nam Cali luôn. Mình sẽ mỗi thành phố mình sẽ là mình quay mấy cái đó. Nếu mà bạn ở đó thì mình muốn gặp mặt, kết nối lại nha. El Grove Folsom, đúng rồi, El Grove Folsom, Eldorado Hills. Rồi mình có thể, nếu mà bạn ở vùng mà là
vacation home rồi đó, là San Diego hay là Tahoe, những cái đầu tư khác chứ tôi mướn bình thường, tôi giống mướn như là mướn nhà cho mướn rồi cho anh đây, anh đây có đọc mấy cái email gần đây mà nhiều người mới sau khi coi mấy căn nhà của anh Dan ở Upland đó gửi về khá nhiều, hỏi là anh Dan có cần cổ đồng hay không. Cái đó mình làm nên mình cái đó thì cái chuyện nó rất là tại vì đầu tư mà tự nhiên mình không biết cái gì đó, cái sự mà về rủi ro bạn bao nhiêu. Hay là chỉ đó là chỉ có mình không có muốn nói gì sâu về đó. Nếu muốn thì mình sẽ làm một cái bữa nào mình họp mặt lớn lên á, rồi mình sẽ nói như chi tiết hơn, giống như là một cái quỹ đầu tư nha. Cái đó mình cũng muốn nói sâu vào đó, cái đó mình bây giờ mình giúp ngoài thôi, còn cái đó là mình nếu mà mình kết nối đấy, có là những người đầu tư là người ta muốn thật sự đầu tư. Thì cái đó là mình kết nối mình offline gì đó. Còn ở đây thì mình chỉ muốn cái channel mình nói là mình đem lại cái những cái chuyện mình cái những cái mình giúp người khác thôi, cũng như nếu mà bạn có khả năng thì mà nó lên thì tự nhiên lên tỉnh mà mua nhà, còn mà nhưng mà mình nghĩ nếu mình làm trong cái hệ thống đó offline thì mạnh hơn, cũng như mình qua thành phố khác mà đâu biết đâu. Qua thành phố như giờ mình xuống cái chỗ nào mình không phải là thổ địa của mình á, thì mình bây giờ mình bờ lý do là vậy, lý do là mình muốn kết nối cái này là với mấy người thổ địa đó, đúng không? Mà người nào mình truyền giới mình thì có thể sau này mà trong cộng đồng của mình lớn này đó, họ có thể tới đó sẽ có người mình giới thiệu, những người mà ta giúp để cho biết chứ đâu, chứ mình ở một chỗ hoài mình đâu có biết được, có nhiều chỗ khác cũng ngon lắm luôn. Đó là chuyện trong vòng từ đây tới cuối năm mình sẽ đi chắc đó hết Cali à. Cali được xong rồi năm sau hy vọng nó hết dịch thì mình sẽ tiếp tục đi tiểu bang khác. Hết dịch đi Sài Gòn đâu, Sài Gòn Đà Nẵng Hà Nội không? hết dịch là Sài Gòn Đà Nẵng Hà Nội đó. Sài Gòn Đà Nẵng Hà Nội. Lâu rồi em chưa có đi về Việt Nam à. Cái đó là về là thắng phải làm cô địa ở dưới. Trời ơi, em biết đất gì đâu. Mấy bạn Việt Nam nữa, nếu mà về bất động sản nếu mà bạn có biết về bất động sản ở vùng của Đà Nẵng hay là Nha Trang gì Mỹ Tho hay là gì tiền gì đó mình email cho mình biết nha. Mình cố gắng trả lời, hơi bận lắm, mình rất là bận, nhưng mà mình trả lời mình sẽ giữ cái email của bạn đó, xong rồi khi lúc mà mình có cơ hội mà về hết dịch rồi đó, mình về Việt Nam mình làm cái mấy cái coi mình sẽ quay về nhà cửa bên mới dùng đó. Mấy căn hộ ra làm sao thì hy vọng bạn có thể dẫn mình để mình chia sẻ với mấy người Việt kiều bên Mỹ. Không, bên Việt Nam thì realtor nhiều lắm anh, hiện giờ em thấy người nhà nhà học realtor luôn, tại vì cái giá nhà lên quá đó. Bây giờ cứ lên YouTube. Cũng như là cò vậy đó. Môi giới. Môi giới, nếu mình biết về nhà mình cũng không muốn học hỏi thêm thôi. Còn cái cách xây nhà nó khác nhau. Xây nhà khác nhau và cách đầu tư bởi nó khác ra sao? Tại vì ở bên đó xây nhà là nó chia ra phần thô và phần hoàn thiện đó. Anh đang có biết đó không? Phần thô nghĩa là xây cái móng trước đúng không? Rồi nó lên cái tường mà nó để xi măng không chứ nó không chét đâu gì hết. Đó anh coi, đó có đi coi mấy căn hộ. Nên là vô xong rồi đó mình vô mình tự làm nội thất. Đó. Thì mình rất là muốn thấy căn hộ, tại mình có đi mấy căn hộ bên Việt Nam thì mình cũng chưa được gì ý lắm. Mình nếu mà bạn có chỗ nào mà chỉ mình mấy cái căn hộ mà tốt hơn nữa, tại mình thấy thật ra thôi, tại mình thấy mấy căn hộ đó mình không có thấy nó nhiều cái nó bất tiện lắm. Nhưng mà tại vì khi mỗi chỗ nơi sống nó khác nhau mình không hiểu được thì cái chuyện đó, mà nhưng hy vọng trong vòng hy vọng tháng 12 21 ha, rồi năm sau hy vọng hôm sau xong rồi sau đó quay về đi tiếp ăn khác. Tại mình cũng bắt buộc cũng phải Việt Nam thôi à, tại không sao à. Gì anh có công việc có mình muốn mình có nhà mình xây cho gia đình ở bên Việt Nam mà nó mình đang làm bạn nào mà làm kiến trúc sư gì ở bên Việt Nam á, hãy cho mình biết nha, cho mình cái giá cả mình hỏi mình xây để mình hỏi cái giá bạn cái một cái căn nhà đó ăn sao, rồi gửi cái email về nhà cửa Mỹ thì mình không có xây nhiều chứ căn căn đó bự lắm rồi hả, căn đó là đủ bự rồi. Căn ở đâu anh, thành phố nào? Thành phố nào? Mình nghĩ là ở thành phố Nha Trang. Đó là của gia đình chứ không phải của mình. Là của gia đình mình chỉ giúp thôi. Ok. Anh Dan mình chỉ giúp thôi. Mình chỉ giúp thôi. Của gia đình. Ủa sẵn đây anh Dan mấy cái bàn ghế hết cho anh Dan thấy nha. Lấy hết rồi. Tao nhắn tin xin quá trời luôn. Hết rồi. Bàn ghế là có người lấy hết rồi, giờ chỉ còn quăng mấy cái này hay xả không được nó quăng thôi.
còn mấy khác là hết rồi. Thì sao thì tới mấy cái nhà khác mình thấy nữa mình sẽ quay trước, tại cái này gấp quá, có nhiều cái cũng đập bỏ uổng quá. Nhưng mà thì sao mình sẽ để lên, nếu mà người nào chụp hình á để lên cho nhanh ha. Trong văn phòng của anh em mình thấy còn nhiều ghế tốt. Cái này mới mua. Anh cho một số cập nhật cho hai cái căn nhà anh định nó phơ đi. Cái nhà kia, cái nhà trên Santa Clara đó thì đang qua lại chiều từ ngày nay mai là biết liền nha. Chưa chịu hả? Đòi cao đỡ phơ mình hả? Hả? Tao đòi đi quay lại thôi mà từ để coi thì mình muốn xuống nữa con số mình mới đạt được. Đó, bây giờ là anh nó phơ 1.350.000 phải không? 1.2 đâu chỉ 250. 1.2 luôn rồi. Ủa sao tự nhiên bữa 12 giờ xuống mình mới xuống mình đầu 2 rồi chứ còn chạy chị hai mình chưa có áo thẳng nhưng mà nói là chỉ có chị 250 nhưng mình tính ra kêu nó trừ lại kia là 1.2. Rồi bên kia nó chịu không? Bên kia thì nó muốn là mình vẫn là 1.350.000 nhưng mà mình tại vì mình làm mà mình xây lên á mình mà không xuống nữa thì mình không có lời nhiều đâu, không làm nhiều bỏ vốn nó mệt lắm. Tại nếu mà không được thì thôi mình đi chuyện khác, cái đó mình không có gì nè. Mình không có fall in love vô cái nhà nào hết trơn. Đó là cái điều tối kỵ không? Dạ, mình không có, tại nhưng mà mê lắm á. Mình mê cái đó lắm á thật. Tại vì đó nếu mà người nào mà mua ở sướng lắm á, rộng rãi thoải mái, nhưng mình không có thể dùng cái điều đó mà thành mà mua được, tại mình là mua đúng con số thôi. Con số mà không đúng thì mình đâu cần phải nhảy vô để mình ôm những cái nhức đầu đó. Tại mà cái đó là ôm nhức đầu lắm. Tại nó sẽ là trong vòng 12 tới 18 tháng rồi. Đâu phải nhanh đâu. Còn 2-8 tháng mà mình làm mình đâu cần đâu, mình không đâu cần ép mình vô trường hợp đó. Nếu mà lời đúng thì mình tới tiếp tục, còn nếu mà mình không có lời đủ thì em kia. Kia còn ở nhà Úc Linh thì mình đang negotiate giá xuống. Nhà ba hả? Nhà ba. Anh tính nó vừa nhiêu? Anh nghĩ anh low ball tại nhà ba chắc là nhờ ít người mua lắm, cả chừng 250 thôi có được không? 250 xong coi người ta chịu mua không? Hôm qua ai coi cái video đó để tiếng ma quái rồi tim đập. Mấy người coi đó cái gì như phim kinh dị. Thì ghê thiệt mà. Mà cái nhà đó biết không, cái nhà đó nguy hiểm là gì không? Mấy bạn mà mua tại mình nói bạn hỏi mình cũng cười không dám nói. Tại bạn á cái chuyện nó ghê lắm, cái nhà đó nó thể tháo ra nó phương nhiều thứ nữa. Mình không biết được. Tại nó bán vậy thôi à, không có kiểm gì hết trơn á. Nhà có cái đèn nào vậy? Tại nó tắt điện, nó cúp điện rồi mà nó đâu có đóng tiền điện đâu mà nó có đèn. Nhưng mà biết sao, bạn mở đó, bạn nghĩ là vô sửa phòng tắm, nhiều khi mà tháo tường ra nó một gài hết trơn luôn. Là chết. Coi như là phải sập xuống hết luôn rồi. Nhiều khi mà lỡ không mà mồi móc nữa. Nhiều khi móc nó không chịu mà phải tháo mấy cái mồi móc á, nó phải tháo ra cái tường này nè. Drywall tháo rồi hết làm lại. Nó đẻ cái gì cái thứ lắm. Một cái nhà đó mà nếu mà trong phong nghề á, bởi mình không có sợ vậy đó. Người nào mà không có nghề á là mình lạng quạng mua hớ á, mình nghĩ là vậy, cái mình mà ham á, ồ rẻ, ồ bên kia bán được sao, nhà kia 600.000 mà nhà này có 350 á, cái mà đẩy lên cũng được, nhưng mà là nhảy vô sao, ồ mình mua 400 thì không sao đâu, tại vì mình dành á, cái để 50.000 thôi, nhưng mà lạng quạng là bạn sẽ hớ nhà đó đó, bởi vậy mình của mình đâu, mình không có sợ là có người ta dành với mình, tại cái đó dễ hớ lắm, cái đó là nhìn thấy vậy nhưng mà tháo ra cái đầu sườn vô bắt đầu phá ra cái sườn nhà nó mục ở dưới nó mục rồi cái gì cũng mục hết trơn, là nó làm như là nó kéo thời gian nhiều hơn dài hơn nữa. Bởi vậy nó không phải gì đó, mái nhà làm lợi rồi, lỡ cái nhỡ sao cái mái nhà nó dột, cái tháo mái nhà ra cái vàng gỗ ở trên nó mục nữa, mày hiểu không, cái vàng gỗ mà để cho mái nhà lên á nó mục nữa, mà chết nữa, nó tháo ra hết ra gỗ mục rồi insulation mới, tất cả như làm xây cả mới rồi. Nếu mình tính không kỹ lạng quạng mà mình thấy cái ngon đó mà vô cái đó dính luôn á. Bởi vậy cái đó nó có, mình không, cái đó là mình không có sợ, mình tính mình nếu mà cho mình là trong nghề luôn á mà giá 250 là mình cũng thấy là mình trừ đi những cái lỡ mình gặp mấy chuyện đó rồi đó. Chứ mình rủi ro. Cái rủi ro đó mình đã tính vô cái sự rủi ro trọng rồi. Có nhiều nói còn người nào muốn gan thì mua thẳng thì hên xui. Nếu mà bạn mà mua đó cũng như giá tôi không sao đâu, tôi sửa chừng 50-60.000 tôi mướn thợ lẻ thôi biết mà, thì đó là hên xui đó. Lỡ xui gặp vô cái nhà mà nó móc làm gì khác, cái thành phố nó không chịu thì cái đó là bạn sẽ, cái đó là hên xui đó, chết luôn, dính luôn nè. Hên để ăn mà thua ăn, tại vì sao nhiều khi bạn làm vậy mà không biết được mùi móc đâu, biết được đâu,
bạn sơn phớt là được, cái mốt cái thằng kia nó test nó cần mấy thằng có người nào mà nhiều khi mình mượn được cái mùi mũi thính á, ta hửi được á, cái mới nó kêu mấy thằng mô đi test testing tới rồi nó coi cái không có cái ẩm nó có nó tìm được trọng á, là cái nó không mua nhà cái bị dính trọng không thì ra, bởi vậy phải cẩn thận thôi, vì mình bởi vì mình không có đam mê cái nhà nào hết trơn á, mình đưa người ta mình cái mình đưa giá mình nghĩ mình đưa đó mà người ta chịu thì thôi, không chịu thì mình mua, không cần phải tiếc nuối, tại có rất có nhiều cái mà mình có thể làm được. Có thể cái nhà nào nó đỡ hơn một xíu mà mình khu tốt hơn hơi mắc một xíu mình bỏ vô mình mà mình có sợ lợi hơn nhiều là cái nhà đó. Bởi vì mình từ từ không có gì phải gấp. Tại cái nhà đó nếu nó gấp nó bán từ lâu rồi. Ủa nhà anh đang xây gần trong cho anh đây hả? Nhà anh đang xây gần trong lo quay phim với em không rồi xây gì nữa đâu. Cũng sắp xong rồi người ta xây mà anh có xây đâu. Sắp xong rồi đi vòng vòng nhưng mà sắp xong rồi tại vì chợ cửa mùa nó về lâu quá hoàn thiện qua quay đó. Trong mà thôi cái party upstairs. Tôi party upstairs. Ngồi ở ban công. Còn là ngồi ở dưới cái chỗ mà cái phòng kiến anh. Sẽ hoàn thiện. Nghĩ cũng hoàn thiện. Chờ cái cửa bự về cũng lâu rồi, cũng tháng mấy nữa. Nhưng mà tốt, bảo đảm làm xong rồi mình sẽ quay lên. Các bạn thấy. Đẹp tuyệt vời luôn các bạn. Ok. Ok. Mày còn có cái gì nữa hỏi anh Dan nữa không ta? Vậy xong rồi đúng không? Rồi còn gì nữa. Vậy là trong tới vậy mấy bạn nha. Cứ email mình nha mấy bạn mà gì có mấy nghề địa ốc bất động sản mà bán nhà rồi đó thì mình biết mình sẽ thế nào, mình nếu mà mình không đủ cái lượng á mà gửi email về mình sẽ gọi thể một nghệ trình nào đó mình không biết trên mạng xã hội hay gì đó thì mình kết nối với họ, nhưng mà nếu các bạn có thì mình nói cho biết thì mình dẫn mình đi coi thôi. Thì anh ráng vài tháng nữa em có chìa khóa em dẫn anh đi thôi. Mà qua hết Cali rồi anh mới đâu. Mấy đường ban khác cũng phải cần người khác chứ. Ủa cái chìa khóa đi đâu em không được à? Cali thôi. Em biết là cái bằng là chỉ Cali thôi, mà chìa khóa anh đảm tưởng gì hết. Ok. Ok. Ok rồi. Thì đó là những cái thông báo của anh đang đến với các bạn trong cái thời gian sắp tới. Và tuần sau thì hai anh em mình tiếp tục sẽ đi khám phá những cái thị trường của những cái thành phố khác. Có thể là Palo Alto chẳng hạn. Hôm nay thì chỉ có như vậy thôi. Ủa anh đang thí dụ như ví dụ như em muốn Hùng với anh Đen vô một cái project anh đang làm đi thì nên em làm như thế nào anh có thể sẵn đây giải thích cho em với mấy người không? Hùng vậy. Ví dụ giờ anh đang muốn nói muốn mua căn nhà em có một chút vốn nó cho em làm với anh thì em làm sao? Làm với anh chút vốn rồi. Cái đó là phải liên hệ ở ngoài xong rồi mình nói cái chi tiết ra. Tại cái đó là Hùng là sao vốn là nhiều thứ nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như tự nhiên bây giờ ví dụ ba mẹ em nói giờ có rảnh hay 200.000 đô mà không biết làm gì hết. Anh đang có cái nào cách mà tại 200.000 đô là sẽ không làm được nhiều thứ, không đủ không phải là cái dùng này nó không có đủ thì thường mình để trong một cái một gom lại những người có 200.000 đô với nhau. Mình gom lại thành một cái fund. Không cái phân như một cái LC mà để đó xong rồi mình dùng cái đó mình mới mua nhà thì cái đó là cách mình gom lại mình mua nhà mình sửa nhà. Vậy là trong trường hợp đó anh phải gom đủ để mua cash cái căn nhà đó luôn hả? Đúng rồi. Nhưng mà trong trường hợp finance thì một trong những người cổ đông đó phải dùng cái rền của họ hả hay sao em hiểu? No, không có finance. Không có finance. Nếu gom cái đó là mua sẵn luôn, không có finance. Phải mua sẵn luôn. Ok. Nhưng mà finance là chừng nào một người cổ đông đó đủ tài chính mình làm joint venture là hai bên. Còn nếu mà gom nhiều là mình để ngoài xong rồi mình chia. Đúng rồi. Tại vì chứ mình không có, tại vì không có đủ, không có người nào có thể bỏ cái kia mình ra trên kia cái mà đứng cho người khác hết trơn. Cái đó là một công ty đầu tư tiền mặt cả hết thôi. Đó. Cái đó cũng trả lời cho một số các anh chị có gửi email về hỏi những cái câu hỏi tương tự như vậy để các anh chị có thể hiểu được thêm vấn đề cổ đông này. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn thứ hai thì sao nha. Tới là tạm biệt.